Anh tên Nguyễn Thanh Trung, ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hành Trung, huyện Cà Lậy. Năm nay thì thời tiết nó nắng nóng, anh làm bông thì chung cũng hơi khó khăn. Thì anh có sử dụng hai cái sản phẩm của Anama là cái hàng Cotodia với hàng Super Master Cup. Thì hai cái anh phối là anh hợp, anh chung là anh xịt thì anh thấy quản lý bông thấy là rất là hiệu quả, là ngừa khô bông. Chung là của anh là nó gọi là không có bị khô bông luôn á. Cái liều lượng không gọi này thì hai cái này thì anh phun là 1 lít nước là 1 cc, là anh phun thấy rất là hiệu quả. Cho đồng bông là nói chung là anh cũng phun định kỳ, cũng thường thường lắm. Anh không gọi anh phun này anh thấy là của anh nói chung là nó không có bị khô bông luôn á. Nói chung là rất là hiệu quả, anh thấy là 100% là của anh là nói chung là không gọi là không có bị khô luôn. Của anh hiện giờ nay khoảng 40 ngày thì anh có sử dụng, anh xịt ngừa bệnh, ngừa thú tái á. Đúng rồi, anh cũng có sử dụng cái hai sản phẩm này thì giờ của anh là tái giờ thấy là ok, không có bị gì hết á. Anh thấy cũng rất là hiệu quả.